kê biên hàng chục bất động sản của vợ nguyên giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất cáo trạng chuyển Tòa án Nhân dân tỉnh truy tố bà Bùi Thị Mai Liên, 48 tuổi, vợ nguyên giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba bị can khác cùng bị truy tố với bà Liên trong vụ này là Bùi Hữu Quang Luận, 32 tuổi, cháu ruột bà Liên, Trần Thị Quỳnh Lâm, 27 tuổi, cháu dâu bà Liên và Chu Văn Sửa, 64 tuổi, nguyên trưởng văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu. Từ tháng 3 năm 2020, nhiều người lần lượt gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Bùi Thị Mai Liên lợi dụng uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến giữa tháng 6 năm 2020, Liên bị khởi tố và bắt tạm giam. Còn chồng của bị can Liên có đơn xin thôi chức giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng và bị điều động làm chuyên viên của một công ty lâm nghiệp ở huyện Bảo Lâm. Đến nay, trong số hơn 60 đơn tố bị nhóm bị can nói trên lừa hơn 120 tỷ đồng, các cơ quan chức năng đã điều tra xác định 40 người bị lừa đảo chiếm đoạt gần 56 tỷ đồng. Đáng lưu ý, Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của các bị can, bao gồm 14 tài sản của bà Liên ở thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, phần lớn đứng tên Bùi Hữu Quang Luận và số tiền trên 53 triệu đồng của bà Liên trong tài khoản một ngân hàng.